Chào các bác nhá, chào các bác làm thợ làm vườn, chào tất cả anh em đến với kênh YouTube của shop Ngọc Ánh Chốt Tơ Đánh nhá. Giới thiệu cho các bác hai cái mẫu kéo cắt cành, kéo lấy hoa quả ở trên cao, dùng cho các bác làm vườn hay là dùng cho hộ gia đình mà cần lấy hoa quả nhá. Nói chung là rất là đơn giản, dễ dùng, ai cũng dùng được và có rất nhiều tiện ích, đặc biệt là dùng cho những chú những bác mà lớn tuổi hay cả những ông lớn tuổi là thao tác rất là dễ, không đèo trèo được, mình ở dưới mình vươn lên. Thì hai mẫu, một mẫu tới 3 mét, một mẫu tới 4 mét. Thì đây là cái mẫu 3 mét, đây là mẫu 3 mét, còn mẫu bên này là mẫu 4 mét. Có nghĩa 3 mét ở đây ấy, là cái mức mức dài nhất đây này. Đấy, mức dài nhất trên thông số nó có này, mũi tên chiều dài nhất là 3 mét này, chiều ngắn nhất là sẽ là 1m8. Đấy, ngắn nhất là 1m8 các bác nhá. Có nghĩa là khi đã thu ngắn nhất rồi ấy, như này này, từ đầu này đến đầu dưới này nó là 1m8. Còn đối với mẫu 4m này thì chiều ngắn nhất khi đã thu rồi nó là 2m3, chiều dài nhất là 4m đây. Đấy, thế cái này ứng dụng trong cái việc là cắt cành này, hái hoa quả này, dùng cưa này, cưa cành này nhá. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bác để các bác nắm được. Đầu tiên là về cái gọi là cắt cành đi, kéo cắt cành lấy hoa quả đi. Đây, phía dưới là cái tay cầm nhá, dưới là tay cầm. Khi các bác bóp vào đây nhá, xong cái lẫy này các bác khóa lại thì nó sẽ giúp khóa lại cái nhà mà trên kia cho mình nhá. Đây tôi thao tác thử cho các bác xem luôn. Muốn cắt được các bác nhả cái lẫy ra, bỏ tay ra này thì cái lưỡi trên nó sẽ nhả ra, lưỡi trên nhả ra nhá. Đấy, bây giờ tôi đưa lên nó cắt một cái cành ổ ấy chẳng hạn. Đấy, một cành ổ chẳng hạn nhá. Đây gọi là tao đang thử cho các bác xem luôn. Đây nó có cả một cái quả này, tôi lấy thử cái quả này. Đây các bác xem này, đây rồi, đây cái tay này. Khi các bác đã câu được cái quả rồi ấy, thì các bác vui lòng khóa cái này lại. Nha, các bác khóa cái chốt này lại thì các bác thể bỏ tay ra được. Nha, các bác bỏ tay ra được. Và phía trên kia cái quả vẫn được giữ nguyên, vẫn được giữ nguyên nhá. Đấy. Thế khi các bác dương lên mà các bác lựa được cái thế như này. Cái này cái tay cầm này thiết kế rất là hay nha các bác nhá, bằng chun này. Có thể tụt lên tụt xuống này, có thể xoay tròn này. Thì các bác nào mà muốn cầm ngắn thì cầm ngắn như thế này. Các bác là muốn vươn lên cho có động lực thì các bác vươn lên như này. Thế khi các bác mà muốn sửa cái kéo theo sang trái hoặc sang phải thì các bác vặn là cái tay cầm mình cũng nắm nguyên được. Và đồng thời cái phía tay cầm dưới này nó có độ xoay cho các bác. Đây tôi khóa rồi nó không xoay nữa. Đây. Nó sẽ xoay được cho các bác nhé. Thế khi các bác bấm được rồi các bác khóa lại và mình đưa di chuyển cái quả này xuống. Di chuyển quả này xuống nhá. Đấy, di chuyển quả này xuống. Và mình mở khóa ra. Mình mở khóa ra này. Mở khóa ra, bỏ tay ra là nó sẽ rơi xuống. Thì khi các bác cắt, các bác phải hình dung ra rằng cái phía quả mà các bác đưa vào thì các bác phải đưa từ bên này đưa vào. Cái quả nó phải nằm bên phía cái lưỡi nhựa vàng đỡ này này. Lưỡi nhựa vàng đỡ này. Thì để khi cái kéo phần lưỡi sắt bên này nó cắt đứt cành đi thì phần lưỡi nhựa bên này nó sẽ giữ cái cành lại cho các bác. Giữ cành lại các bác để đưa xuống. Nên các bác đưa từ bên này sang, các bác cắt một phát đây là cái quả rơi xuống đất nhá. Đấy, cái đấy là các bác phải hình dung ra đấy nhá, phải đưa sang bên này. Rồi ok chưa? Đây là cái cơ cấu cắt của nó nhá. Đấy. Thế giờ tôi còn các bác muốn tuôn lên ấy thì các bác bóp vào cái này. Cái kéo lên rồi. Gập nỗ đâu kéo bóp này này, xong thả tay ra lại này. Đấy, xong rồi các bác tuôn lên. Gập nỗ tự nó khóa lại. Gập nỗ tự khóa lại nhá. Đây gập nỗ dưới tự khóa lại này. Rồi. Thế còn tụt xuống thì tương tự như vậy, các bác ấn xuống. Rồi ok. Thế giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bác về cái chức năng gọi là cái lưỡi cưa. Nha, lưỡi cưa. Đây. Để lắp vào lưỡi cưa. Đây, lắp lưỡi cưa nha. Các bác chỉ việc tháo cái này ra thôi. Chỉ việc tháo con ốc này ra thôi. Đấy. Này rút cho các bác cưa những cái cành na, cành nhỏ. Các bác nhìn này. Nó có 3 cái lỗ. Các bác căn này cái lỗ giữa vào ốc, hai lỗ bên cạnh, hai lỗ bên cạnh là làm một con vít đây này, để giúp cho khi các bác tì cưa này nó giữ cái cưa không bị gật gù. Các bác lưu ý nhá, lắp phía bên này như này
Nước măng đặt ngược như này là hỏng hết cơm cháo ấy nhá. Hỏng đặt ngược này là cái này cưa sofa mà cái lưỡi này đấy, các bác không cưa ở đâu. Đấy, các bác lưu ý kỹ. Các bác phải đặt cái lưỡi cưa và phía bên phía nhựa vàng này, bên phía nhựa này. Đừng cho lên bên thép. Đã tháo được một con ốc ra thôi. Tháo vào đây. Xong xoáy lại là các bác đã có được một cái lưỡi cưa giúp cưa những cành ở trên cao. Đấy, các bác đưa lên cò cưa. Phần trên này không mắc một tí nào nhá. Đấy các bác nhá. Thế này các bác có thể kết hợp để cả hai cái cũng vẫn được. Sao ấy? Đây tôi cũng chưa thử. Đây. Có lưỡi cưa vào thì cái hệ thống cắt này vẫn hoạt động bình thường, không ảnh hưởng. Đấy, không ảnh hưởng. Đây. Thế còn cái tay cầm ở dưới này các bác này. Đây bây giờ là sẽ là không mở khóa rồi, mở khóa nó lỏng rồi. Các bác cầm cố định bằng cái này. Các bác có thể xoay cái tay bóp này. Xoay này, xoay này. Đấy, xoay làm sao cho nó hợp lý nhất, đúng cái tầm tay mình bóp nhất. Nhá, cái này làm rất là văn minh đấy. Đấy, các bác nhá. Thì cái kéo cắt cành này thì giá nó cũng bình thường thôi. Nó có mấy trăm nghìn thôi, 500 một chút thôi. Các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại dưới màn hình nhá. Mà nó rất là hữu ích các bác nhá. Rất là hữu ích, rất là tiện dụng cho các bác làm vườn rồi những hộ gia đình ở nông thôn. Đấy, hay là rất hữu ích cho những cái bác chú lớn tuổi, những ông cụ luôn nhá. Có những ông cụ 80, 90 dương kéo lên trên cành hái quả bình thường, hái vũ sữa bình thường nhá, không sợ té ngã. Đấy. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Cái mẫu 4m và mẫu 3m thì nó chỉ có khác nhau về chiều dài thôi. Còn ngoài ra ấy, cơ cấu hoạt động là giống hết như nhau. Có một số ông là rất là thích cái này. Vườn nhà có cây bú sữa mà già rồi lại trèo không được. Thế là cứ ở dưới ngoài thôi. Rất ok. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhá.